Chiều ngày 7 tháng 9, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tìm thấy thi thể nam thanh niên sinh năm 1994, ngụ huyện Bình Chánh, bị đuối nước ở kênh trên địa bàn. Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân sống tại ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện ba nam thanh niên đi trộm chó liền hô hoáng và truy đuổi. Khi đuổi đến kênh liên vùng Trung ương, người dân bắt được một người, hai người còn lại nhảy xuống kênh, trong đó một người bị nước cuốn mất tích, người còn lại tẩu thoát. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều 4 xe chuyên dụng cùng 22 cán bộ chiến sĩ tiến hành tìm kiếm thi thể người mất tích. Sau hơn 3 giờ, lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường khoảng 200 mét.